theo anh thì đội nào sẽ chơi trước? Chọn đội chủ nhà đi. À rồi, chủ nhà quen rồi. Đúng rồi. Để cho đội khách mời là hai anh em Triết và Trí rút kinh nghiệm. Rồi, xin mời hai bạn Hoàng Anh, Minh Anh. Hai đứa con có run không? Dạ không chú. Đúng rồi, mình là đội chủ nhà mà, phải làm sao cho đội khách người ta sợ sệt mình với mình được đúng không? Dạ. Rồi, bắt đầu làm nha, không run nha, nó mạnh mẽ lên. Thời gian chỉ có 1 phút mà thôi, các bạn chú ý nha. Chuẩn bị, 1, 2, 3. Bắt đầu. Ai tả trước? Chà chà, cái gì mà giống như cái ống dòm người ta à. Ai mắc ống dòm hay mắc kiến ta, ốp xuống nha, đúng rồi. Nhưng mà ta chỉ anh em chị em nghe người ta hiểu. Đúng đội rồi, đặt tên là đội một ngón nha. Một ngón. Chỉ một ngón. Một ngón một. Đội này thâm hậu lắm anh. Nhất dương chỉ không à. Chắc có thể là do các bạn là rất quen với trò chơi này rồi. Còn 30 giây nữa, 30 giây nữa. Cái gì đây? Lượt qua ai đây? Cố gắng làm sao chọn thì làm như vậy. Nhấp miệng là chơi ăn gian á. Đúng, không chơi nhấp miệng. Chỉ hình thể thôi. Hai bạn làm liên tục lia lịa luôn. Triết và Trí nhìn mà rút kinh nghiệm nghe. Rồi, rất tốt. Xin mời Linh Tỷ lên đây kiểm tra kết quả. Chuẩn bị nha, 3 2 1 mở lên nha. Rồi. 3, 2, 1. Chính xác, được một tấm. Hay quá. Cái lúc này là lúc mà các bạn diễn tả sao ta? Có mắt kiến rồi chọt chọt lên nè. À, em tưởng là ống dòm á, mà phải mắt kiến. À, mắt kính bơi. Thêm một cái ống thở nữa. Rất là thông minh. Hình thứ hai. 3, 2, 1. Wow. Ủa cái này ai tả? Là con dạ, tả, con tả làm sao? Dạ, con vẽ một cái hình tròn. Hay quá. Hình thứ ba nè. 3, 2, 1. Wow, hợp lý quá. Ủa, cái này là con diễn tả sao? Vẽ ba hình tròn. À, con vẽ ba hình tròn. Dễ nha. Dễ. Rất là thông minh luôn á. Nào, chuẩn bị hình thứ tư nè. 3, 2, 1. Wow. Cái này thì một cô bé đánh cầu lông, con tả làm sao? Dạ, con quăng trái cầu lên thế nào. Ghê vậy đó, con có chơi cầu lông không? Dạ không chú. Hay quá, không biết chơi mà biết tả. Được. Vớt vớt như là ra cầu lông hả? Chuẩn bị nè, 3, 2, 1. Wow, à, thông minh quá. Cái này mới khó nè, tôi còn diễn tả làm sao. Là nghề. Vậy trong số 8 vậy? Ừ. Vậy là các bạn làm cái phương án loại trừ. Thấy là cái nào hợp lý với cái hình này nhất. Chỉ có hình này là hợp lý đó thôi. Quá thông minh. Đúng là đội chủ nhà. Các con đã có được 100% những đáp án trùng khớp. Không biết là hai anh em sinh đôi sẽ vượt qua được con số 5 này hay không nhé. Nào, xin mời hai bạn Minh Triết và Minh Trí. Và bây giờ hai anh em Minh Triết và Minh Trí đã sẵn sàng ở vị trí của mình rồi. Hãy cố gắng có được một số điểm tuyệt đối nhé. Chúc hai con may mắn. 1, 2, 3. Bắt đầu. Chỉ có 60 giây thôi. Tranh thủ nè. Lần lượt mỗi bạn nha. Anh Triết hướng dẫn một lần. Bảo đảm với em á, anh em sinh đôi lúc nào ta cũng nói là có thần giao cách cảm với nhau. Giao cách cảm. Nhiều khi không có cần làm động tác gì hết á, nhìn cũng bằng mắt thôi. Thần giao cách cảm. Được hai hình rồi. Không biết trùng khớp với nhau hay không đây. Hồi hộp quá. Đó, diễn tả sao nhìn kỹ nha, không được nói nha. Đúng rồi, lần lượt mỗi bạn là gợi ý một lần nha. Bạn nào tới con á, tới con gợi ý đó. Hả? Sao hai động tác nhìn giống nhau vậy? Thấy cấn rồi đó. Cấn rồi. Thấy cấn chỗ hai mà hai người giống nhau rồi đó. Một hình nữa, còn 10 giây con ơi, ráng lên. Còn 10 giây nữa. Đánh lên con. Phải cho đội chủ nhà biết mình là ai. Rồi, tuyệt vời. Nào, kiểm tra kết quả. Em đang mong chờ kiểm tra phần cấn nãy nha. Vì này là anh cho em đoán nè. Em đoán coi cặp song sinh này là sẽ xác suất đoán được trúng bao nhiêu. Em đoán là khoảng chừng 4 tấm. Anh đoán là 5 tấm luôn á. 5 tấm luôn hả? Giống như nói luôn, lúc đầu là cặp song sinh lúc nào cũng có thần giao cách cảm với nhau. Được, để chú với chú Linh Tý kiểm tra nha. Hình ảnh đầu tiên. Hồi hộp quá. 3, 2, 1. Đúng chưa? Đúng rồi. Ủa cái này ai diễn tả? Con. Ở công ta tên Triết đúng không? Chú biết mà. Bên đây Triết nè, chú biết mà. Con mô tả sao nè? Để cái hình làm sao con làm vậy? Ồ, dễ ha. Hình ảnh thứ hai. 1, 2, 3. Thấy chưa, giống wow. Y chang. Triết ơi, con diễn tả làm sao? Dạ là Trượt đúng không? À, con diễn tả đúng cái tư thế này đúng không? Được, hai cặp. 1, 2, 3. Giống y chang. Trời ơi. Cái khúc cấn nó nằm ở chỗ này nè. Đó, hồi nãy thấy rồi. Thế bên đây ai diễn tả con? Dạ con. Con diễn tả cố ý lúc đó là sao nè? Tả con làm như nè. Là ném bóng hả? Đúng không? Dạ. Còn con lúc đó con nghĩ cái gì? Tôi nghĩ con khỉ. Trời, hiểu rồi. Lúc đó bên đây nghĩ bên đây ha, là nó nhảy như khỉ. Đó là tưởng con khỉ. Vậy là mình cũng phải kiểm tra cái hình thứ tư thôi.
Một, hai, ba. Chắc rớt quá. Đó. Ủa, sao? Hồi nãy cho thấy hai động tác giống giống nha. Là cái này á là con cũng diễn tả dày đúng không? Dạ. Là con diễn tả ném bóng rổ. Ừ. Lúc đó con nghĩ gì? Đó. Con biết là con lấy hình này rồi là chắc chắn là Anna sẽ lấy lộn con hình còn lại. Cách cảm ghê chưa? Mà thằng Giao cách cảm rồi, cả hai biết chắc chắn là bên kia lộn rồi đó. Mình biết bạn lộn rồi đó. Hình ảnh thứ năm. Một, hai, ba. Chính xác. Chính xác. Này con tả làm sao? Dạ, nói nghe con tả khói. Ồ, con vẽ hình chữ nhật không? Xịt khói lên. Đúng là trí tưởng tượng của con bé phong phú và đa dạng khủng khiếp. Như vậy là chúng ta chỉ có 3 trên 5 đáp án hình ảnh là trùng khớp với nhau mà thôi. Thật là đáng tiếc với hai cái tư thế động tác của hai hình ảnh nó hao hao như nhau, làm tụi con bị trật nhịp một tí. Không sao hết trơn á.